Các bạn thấy dùng keo nến rất ok không các bạn? Nếu các bạn biết hạt chì thì các bạn hàn, còn các bạn không biết hàn chì thì các bạn cứ cột nó lại thế này các bạn, bật quán nó lại đó, rất ok, rất bền thôi. Các bạn làm thế này 10 năm chưa hề hớn các bạn, tại không khí nó không có vào được các bạn, nó không có bị ten. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn không biết gì về điện. Nói chung là các bạn tay ngang đó, các bạn không biết gì về điện, sửa một cái lo Bluetooth sạc không vào điện nha các bạn. Đó, nó bị hư cái lỗ sạc này các bạn đó. Mà mình không có dùng cái gì, mình chỉ dùng một cây keo nến thế này các bạn, và một sợi dây USB. Đó, dây USB thế này. Có thể bạn kiếm sợi dây USB này ở trong mấy con chuột máy tính mà nó hư được các bạn. Đó, thường là nó hư, nó hư cái đầu đó, nó hư cái đầu đó. Thì mình cắt bỏ đi. Rồi mình cắt bỏ hết dây, mình chỉ chừa lại một cọng đen và một cọng đỏ các bạn. Chỉ chừa lại hai cọng thôi. Rồi mình lấy hột quẹt mình hơ đi. Mình hơ nó, mình tước sẵn ra đi. Để chút nữa khi mà mở cái máy Bluetooth ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối để mà sửa một cái lo Bluetooth không vào điện các bạn. Rất là đơn giản. Nhưng mà thực tế nếu mà đem đi sửa thì rất là phức tạp. Nói chung là hư cái này thì có thể là nếu không biết thì có nước mình bỏ thôi. Tại vì cái ổ chui đó thì chỉ có thợ mà thợ làm điện thoại di động họ làm mới được. Tại vì họ có cái máy hàn khò các bạn, họ hàn mới được. Tại vì cái chân nó nhỏ như sợi tóc đó. Chứ cái mỏ hàn của mình nếu biết hàn mình cũng vẫn hàn không được. Cho nên hôm nay mình sẽ tìm hiểu, tìm tòi và mình có một cách để mình hướng dẫn cho các bạn sửa rất là đơn giản, không cần phải biết điện, không cần biết hàn chì đó. Chỉ cần cây keo nến thôi các bạn. Bây giờ trước hết thì mình hướng dẫn các bạn tháo nó ra các bạn. Các bạn thấy nhìn nó rất là liền lạc các bạn. Mình nhìn giống như là đổ nguyên khối vậy các bạn đó. Nhìn như đổ nguyên khối. Nhưng các bạn không biết mà các bạn cạy ra thì nó sẽ bị vậy đó các bạn. Banh hết vậy đó. Nhiều khi nó bể ra luôn mà nó cũng không ra được. Tại vì ở trong nó có bắt ốc các bạn. Mình thấy mặt trước nó vậy nó liền vậy. Nhưng mà thực tế khi mình cạy cái mặt lưới ra xong, ở trong nó có ốc, mình mở ốc cũng được thì mình mới cạy ra được các bạn, mới cạy đít ra được. Thì nói chung các bạn là cái lo này thì cũng như đại diện cho các dòng lo Bluetooth, thì lo nào cũng như lo nấy thôi các bạn. Các bạn tìm cách thì cũng có cách tháo hết chứ nó không bao giờ liền. Và cái thứ hai nữa là mối dây điện ở trong thì nó hoàn toàn giống nhau, cho nên sửa cái này thì sửa bất cứ cái lo Bluetooth nào nó cũng giống y vậy hết các bạn, từ nhỏ tới lớn. Đó, giờ mình tháo các bạn xem. Còn rất mới các bạn, nó làm gì bụi không vô nổi luôn. Đó, bây giờ mình tháo ra xong mình thấy không? Ở trong nó có lỗ đó các bạn, lỗ đó là nó bắt ốc ở dưới các bạn. Mình phải tháo hết 10 con ốc này nè các bạn. Mình tháo ra xong mình mới cạy đít ra được. Bây giờ để mình cắt video đi các bạn. Để mà tháo 10 ốc là lâu lắm. Rồi, các bạn thấy không? Cái mạch nó rất là li ti như điện thoại di động nha các bạn. Nó xài linh kiện dán thôi. Các bạn dứt khoát là các bạn không được, các bạn không biết điện thì các bạn đừng có di sơ vô cái bản mạch này các bạn. Mà các bạn chỉ tìm cho mình hai cái đầu ra của cục pin đó các bạn. Đầu cộng cộng và đầu trừ. Đầu cộng thì màu đỏ, đầu trừ thì màu đen, là âm dương á. Còn các bạn nào biết điện thì các bạn lằn theo sợi dây đó xuống bo mạch. Là mình khỏi cắt hai con dây đó ra, mình lằn xuống bo mạch là mình hàn thẳng cái sợi dây USB vô bo mạch luôn. Còn các bạn không biết thì các bạn dùng kéo thế này các bạn cắt ra, cắt ra cho mình. Thì mình rất là cắt ra đây là làm rất là ok các bạn, dễ hơn hàng ở dưới bo mạch nữa. Các bạn nhìn ở trên cục pin các bạn thấy không? Đó, cái đó là cái gì? Cái đó là cái bảo vệ đó các bạn, cái mạch bảo vệ đó, bảo vệ pin đó. Cho nên bây giờ mình câu trực tiếp vô thì mình không có sợ gì hết, khỏi phải lo ngại gì nữa, tại nó đã có cái bo mạch bảo vệ rồi, thì chỉ cần cộng dây đó mình đưa vô là xong. Nhưng mà trước khi làm thì các bạn khoan một cái lỗ nha các bạn. Khoan cái lỗ để mình đút cộng dây USB vô. Đút vô rồi mình mới hàn, mình mới nối lại nha các bạn. Chứ các bạn quên mà các bạn vô nối lại xong là nó đậy nắp lại không có được á.
Rồi giờ để mình chọt vô cho các bạn rồi mình chỉ các bạn. Đó các bạn thấy không? Thay vì bây giờ các bạn nấu dây đen với dây đen, dây đỏ dây đỏ, nhưng mà các bạn nấu gì thì cũng khó. Bây giờ phải cắt ra đây, rồi mình tước đầu dây nó mình dễ nấu. Làm cái này thì dễ lắm các bạn ơi. Tại vì mình đâu có cần chấm chì, mình đâu có sơ di sơ vô cái bo mạch nó đâu. Mình cột không à. Mình xe lại cho kỹ rồi mình dán keo nến lên. Keo nến là rất hay các bạn. Chứ mình cũng khuyên các bạn là đừng có nên quấn keo đen nha các bạn. Tại vì khi mà một sợi dây thẳng thì mình quấn keo đen thì nó kín. Còn ở đây là ba sợi mình chụm lại, mình quấn keo đen nó không kín, không khí nó lọt vào thì nó sẽ làm cho bị oxy hóa, gọi là bị ten đó các bạn. Thì nó tiếp xúc không tốt, nó không qua điện tốt đó. Cho nên mình dùng keo nến là nó rất hay. Khi mà nó chảy ra xong rồi nó chen vô mấy cái kẽ, khi mà nó khô rồi thì nó giống như là một thủy tinh vậy các bạn. Nó như một cục thủy tinh vậy, kín mít hết. Cho nên xài rất là bền các bạn. Hôm trước mình cũng có độ cho một người ở hàng xóm các bạn một cái loa vậy nè. Không phải hôm trước mà lâu rồi, nó cũng cỡ năm mà ta xài tới bây giờ vẫn ok các bạn. Xài như thế này thì nó rất là an toàn. Tại vì các bạn sạc mà, các bạn sạc mà cọc sạc, cọng sạc mà các bạn chọt vô cái lỗ nãy đó, chọt tới chọt lui, rút ra rút vào, lâu ngày thì nó phải bị hở mối chì trong thôi. Tại vì ở trong cái chân nó rất là nhỏ, nó như sợi tóc mình vậy đó. Cho nên mình chọt vô riết thì nó phải hư. Còn bây giờ mình nối kiểu này thì đường nào đâu mà hư. Đó các bạn thấy không? Đó, nếu các bạn biết chấm chì các bạn chấm. Còn không biết thì mình cột lại như vậy, mình nhỏ nhỏ keo lên cũng an toàn 100% luôn. Đó. Còn các bạn nào biết điện á thì các bạn hãy khỏi cắt cái này. Các bạn phân theo hai cái mối của cục pin cộng trừ, các bạn phân xuống dĩ mạch thế này. Rồi các bạn chấm hai cái đầu dây của cộng dây USB này đó, chấm xuống bo là xong, là ok. Còn mình không biết điện thì mình cột thế này thì cũng eco luôn. Cột xong là mình dùng keo đàn cày mình quán nó vô liền do luôn các bạn. Các bạn nhìn rất là đẹp. Giờ để mình đốt đèn cày mình quán cho các bạn xem. Keo nến đó các bạn. Đó, mình chấm vô mình quán nó một vòng. Là trong lúc này nó còn mềm mà các bạn, nó sẽ chảy vô mấy cái khe, ba cái cọng dây đó nó sẽ tạo nên mấy cái khe hở. Nó sẽ làm cho không khí vô, mà nếu không khí vô thì sợi dây nó sẽ mau bị ten, oxy hóa các bạn. Cho nên mình dùng keo này nó bít chịt là hết trơn. 5 năm sau mình mở ra ở trong nó cũng vẫn còn đỏ tươi luôn. Dây đồng nó cũng vẫn còn tốt. Đó, các bạn thấy không? Chỉ đơn giản vậy thôi, không cần phải biết hàn chì, không cần phải có đồ nghề gì hết. Chỉ cần cộng dây USB đó thôi với cây keo nến là mình sửa một cái loa Bluetooth không vào điện rất là bình thường, mà lại xài rất là ok nữa các bạn. Mình hay dùng cái từ ok bởi kinh của mình phải cũng đặt là ok 990 đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó. Cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Rồi chỉ vậy là các bạn găm sạc là nó vô ok. Còn cái cọng dây USB tùy các bạn muốn để dài hay ngắn gì thì cái đó tùy thích các bạn. Đó, mình theo mình thì mình để ngắn thôi. Đó. Bây giờ thì mình phải cố định cái cọng dây này lại các bạn. Cố định cọng dây USB lại không có cho nó chạy tới chạy lui. Để khi mình đá hay mình đụng gì nó sức ra nó lôi sức mối điện trong ra hết. Sức cái mạch luôn, hư cái mạch luôn. Bây giờ mình cố định nó lại bằng dây rút các bạn. Các bạn không có dây rút thì các bạn cột dây ni lông cũng được. Cột phía trong một cục, phía ngoài cục thì như là cố định lại nó đâu có tới luôn gì được. Đó, giờ mình cố định lại.
Rồi đó. Vậy thì các bạn thấy không? Để mình treo nó lên cho các bạn xem. Nó rất là an toàn. Đó. Mình treo cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Không có nhúc nhích gì bên trong hết. Chỉ thì xài biết đời nào mà hư nó. Rồi thì giờ mình ráp vô là xong đó các bạn. À, mình còn thử cho các bạn xem nó có vô không. Chắc chắn là vô thôi, tại cái đường đó là đường đi thẳng vô pin mà. Rồi một đường nó chia hai xuống mạch để nó làm việc ở dưới bo mạch. Đó, hoạt động đó các bạn. Nó nhận điện rồi đó. Mà chắc các bạn không thấy đâu. Tại vì cái bóng đèn này nó nhỏ xíu rồi các bạn, nhỏ lắm. Rất là nhỏ, nhìn khó thấy lắm các bạn. Để mình che bóng tối lại. Che bóng tối lại cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Đó nó chớp 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 có chút xíu đó. À, đó. Rồi các bạn, video đến đây coi như là hết đó các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì xin bấm đăng ký kênh cho mình một like các bạn. Và bấm hình quả chuông cho các bạn. Chào các bạn, cảm ơn các bạn.